Nha, em trả bài cho bác nào có nhu cầu là giọng còi nhá. Bởi vì là thực tiếc là em cũng không quay lúc nó gù, nhưng mà thôi. Bạn nào mà tin thì mua. Cái con này thì nó nằm trong cái bu này này. Vừa rồi là nó gù giọng còi rõ ràng luôn. Thì con này thì nó cũng mới bắt đầu đang đang khép cườm thôi. Đấy, nó rơi vào tầm khoảng 3 tháng tuổi rưỡi. Thì con này thì còi rất hay. Đấy. Bác nào muốn tìm con đực để còi giọng còi chơi ấy, thì đây là một cái lựa chọn. Đấy. Clip không không nhá. Hôm trước em có nghe mấy cuộc điện thoại thấy bác nào cứ đặt còi, nhưng mà thực ra em cũng nhớ là lãng mạn lắm. Có ghi chép nhưng mà tí nữa phải lên xem lại sổ báo sau, nhưng mà thôi. Em đăng lên cái kênh YouTube hôm nay thì bác nào tin em thì xuống tiền em còi này 1 triệu nhá. 1 triệu luôn. Bao ship luôn nhé, bao ship miền Bắc 1 triệu giọng còi, bao chim đực, bao giọng còi. Đấy. Tướng đá bộ mã như này, nó khoảng 3 tháng rưỡi, 3 tháng rưỡi, chim rất đẹp. Còi, có một con còi nữa là em của con này, em tí nữa em sẽ lên clip tốt. Mới hôm nay thì có duyên với còi. Cứ ra giọng còi thì em quay em review cho các bác. Giọng rất rõ ràng luôn. Con này cũng phao xám các bác. Chim về cơ bản thì rất là thuần. Chim nuôi nhá. Chim nuôi các bác nhé. Cam kết các bác là chim trống giọng còi. 3 tháng rưỡi tuổi, 1 triệu bao ship luôn các bác nhé. Rất đẹp, rất thuần. Con này em cam kết giọng còi 100%. Mang cả danh dự uy tín của kênh ra thì cam kết cho các bác luôn. Nó vừa gù xong. Đây là một đôi ghép chéo, con đeo vòng hồng, con đeo vòng xanh. Vừa quay gửi clip cho bạn đuôi 636, bạn có yêu cầu ghép chéo. Cái đôi chéo này là chéo của cái đôi của cái anh ở Sầm Sơn Thanh Hóa. Anh ở Sầm Sơn Thanh Hóa là có một con cũng màu hồng, một con cũng màu xanh. Đấy, thì hai bạn chéo nhau, chả bạn nào thiệt cả. Còn những cái đôi nguyên của nó thì ở đây các bác. Những cái đôi nguyên của nó thì đây các bác, ở đây một hồng, một đôi, hai đôi. Một đôi, hai đôi, ba đôi, bốn đôi. 1 2 3 4 4 đôi, 8 con. Thì có một cả đôi màu lâu này. Đây là một con màu lâu nhá. Màu lâu này. Màu lâu này. Đấy, một con này. Một con ở góc cuối cùng này. Thôi, bắt đầu. Đấy. Một đôi màu lâu này. Một đôi màu đỏ này, một đôi màu đỏ, một đôi màu xanh ngọc, một đôi màu xanh ngọc. Đấy. Và một đôi không đeo gì, kiểu như là ba đôi kia đeo rồi thì đôi cuối cùng này em không đeo gì luôn. Đây, đôi này không đeo gì luôn này, thì nó sẽ có một con không đeo gì nữa. Đây, con không đeo gì đây, con cái ở trên, con đực dưới này. Bác nào nhanh tay chọn ngay đôi không đeo gì cho em, bởi vì đôi không đeo gì rất đẹp. Đấy. Đôi màu nâu này. Đôi màu nâu. Màu lâu. Đấy. Màu đỏ. Đỏ chue, đỏ chét. Đây đỏ, đỏ đây hai con. Một con đây. Con đỏ đây. Đỏ. Rất đẹp. Đôi màu đỏ. Đấy, hai con màu đỏ. Đấy, đôi xanh ngọc.
bên nào, đôi màu nâu. Tóm lại chỗ này nó có 8 con thì tương ứng với 4 màu thì nó sẽ là 4 đôi, hai con đeo vòng chân cùng một màu là một đôi, trong đó có một đôi là không đeo gì. Xanh ngọc không đeo gì đỏ. Đấy nha, các bạn xem đôi thứ nhất là đôi không đeo gì này, đôi không đeo gì là đôi đẹp nhất trong cái bu này. Đấy. Sau đó là đến cái đôi màu nâu, đôi màu nâu sẽ là đẹp thứ hai. Đấy. Đôi màu nâu, đeo vòng màu nâu. Đấy. Sau đó là đôi màu xanh ngọc, đôi màu xanh ngọc. Đấy. Xanh ngọc. Đấy. Đôi màu đỏ, đôi màu đỏ thì có một con đuôi nó không được dài lắm nhưng mà không sao, chim nó đang còn nông sữa này thì nó thay ngay mà, tránh làm sao được, gạch còn có viên vỡ viên sứt. Đôi màu đỏ, thực ra đôi màu đỏ cũng rất là đẹp các bác nhé, đôi màu đỏ con một con đực này rất là đẹp luôn này. Các bạn nhìn thấy cái lớp cườm phụ của nó chuẩn bị lên rất là đẹp luôn. Như vậy là không đeo gì là ok. Đôi màu nâu ok này. Đôi màu xanh ngọc ok này. Đôi màu đỏ cũng rất ok này. Đấy. Còi. Còi. Còi, nhìn thấy còi rồi, đã nhìn thấy con còi đang gù rồi. Đây. Còi đây. Chính xác là em này đây, đang ngong ngỏng đầu đây. Một mình một vế đây. Đây. À, em còi lông. Đấy. Em còi đây này. Đấy, đang đây em còi đây nhá, em còi đang đứng ngoài đây nhá, gần camera giữa camera luôn nha các bác nhá. Còi nhá. Em còi đấy. Đây là em còi. Nó vừa gù xong, chắc là các bạn nghe xa xa thì cũng nghe thấy rồi. Đấy, nó vừa nhảy xuống sàn xong. Em này thì nó là dòng chim đấu rồi. Dòng chim bẫy đấu, bởi vì là các bác nhìn kỹ nha. Con này là nó ở cái bu chim bẫy. Bởi vì sao? Bởi vì là em nhổ cái lông cánh ở bên sườn rồi. Nhổ cánh sườn. Con này này là rất hay. Con này bẫy rất hăng. Bác nào bực chim mồi thì chơi con này này. Bởi vì con này em đánh dấu là đã nhổ lông cánh đi, là những con rất hay. Đấy. Những con mà là trong quá trình đánh bắt được mà mình ấn tượng với nó, thường là mình sẽ nhổ lông cánh đi để cho nó thuần. Đấy. Xác định là bán cũng được mà chả bán cũng được, mình vẫn biết là nó sẽ mọc lại cánh. Đấy, con này là không lẫn được vào đâu cả. Đấy. Còi nhá. Còi đây. Đấy. Chân đỏ. Rất là tợn luôn. Còi nha. Mới hôm nay có duyên với còi đã thế thì tí nữa em nên lốt một em còi nữa. Em bắt con này, còi này riêng ra luôn nhé các bác nhé. Con này thì trong 4 con này, trong 5 con này thì một mình con này nhổ lông cánh, nhưng mà cũng chả phải bắt. Một mình nó nhổ lông cánh luôn này. Mấy con này không có nhổ nhá. Đấy. Thì thôi. Cũng là cái đánh dấu sẵn rồi. Đó. Và thôi, bắt ra cho nó hoành tráng. Con này còi rất hay luôn này. Nó không ấy, không có lông cánh nhưng mà nó không bay được. Đấy. Lông cánh không bay.
Rồi, ôi, hóa ra là con này rất là chắc luôn. Con này rất là chắc luôn. Con này nếu mà để mà nói là bác nào kiếm được con mái còi mà ghép thì thôi rồi đây. Ghép thôi rồi. Em coi này là clip số 02 nhé. Giật hết cả mình. Clip số 02 cho vào đây. Lên. Còi. Còi bẫy đấu số 2. Chim đực 100%. Hôm qua thì em có phát hiện một con còi ở đây nữa. Trong cái mu này em vẫn nhớ. Nhớ lắm các bạn. Đấy. Rất nhớ luôn. Qua bắt ở trong cái bu này là rất nhớ luôn. Đây. Em nó đây. Con đuôi dài dài một chút. Cườm nhiều nhiều một chút. Hai khớp. Chân lâu lâu. Đây rồi, đấy em nó đây. Em nó trên này, đấy. Qua là em nó cũng là ra còi. Đấy, con này bắt rất là thu phục, rất là nhanh. Ô, con này cuối ngày diều nó căng đét luôn. Thì em này là em còi nhá. Mà các bác làm quan nó ngu còi. Bởi vì con này nó có một cái ưu điểm là cái lông đuôi nó khác biệt hẳn, nên là em không nhờ, không lẫn được. Đấy. Thì như vậy là hôm nay là có 3 con còi. Con còi số 2 thì già rừng. Con này là còi này là còi nuôi lên này. Còi chim giống nuôi lên này. Đấy. Mới bắt thì nó hơi nhảy nhảy thế thôi, nhưng mà nó đứng lúc nào nó sẽ thuần thôi. Đấy. Đấy. Quá gù hắc lắm. Tợn. Em còi nuôi này giống giống to. Tợn lắm. Đấy. Còi số 14. Em còi này thì là 1 triệu này. Em còi đầu tiên. Những em còi này thì để cho các bác là có 3 con này đồng giá 1 triệu. Bác nào gọi điện trước, chọn con nào trước thì chọn. Con số 2 là con nhổ lông cánh, con rừng nhá. Con này là con nuôi. Những con này là em nghe thấy nó gù rồi nhá, không lẫn nhá. Đấy. Đấy. Đồng giá 1 triệu. Trong đó là cờ lớp số 2, số 14. Còn trở lại cái đoạn đầu video thì là cái em này thì rất là hay. Đấy. Gà nhổ sạch mã luôn. Em này thì rất là hay. Em này thì nó ở cái dạng tầm giữa. Con này cũng là dòng lôi, nhưng mà nó ở cái dạng 3 tháng rưỡi 4 tháng. Con này âm cũng rất là rõ còi. Còi rất hay luôn. Thì tóm lại là con này em vừa đặt tên là clip như đầu đoạn đầu video đấy. Đồng giá 1 triệu các bác nhé. Lên 3 em còi luôn đấy. Chúng ta rất rõ. Quay. Con này thì gần như là chim chim nó nuôi, nó rất là thuần.